Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bắc về im lặng con chim hót, thành thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Quý vị thân mến, chắc hẳn khi nghe những câu thơ trên, ai trong số chúng ta cũng đều biết đến sự kiện lịch sử Bác Hồ trở về nước năm 1941 đúng không ạ? Sau 30 năm xa tổ quốc, ngày 28 tháng 1 năm 1941, mùng 2 Tết Nguyên đán năm Tân Tỵ, Bác Hồ qua cột mốc 108 biên giới Việt Trung về Việt Nam. Vậy điều gì đã xảy ra khi Bác Hồ về nước? Sự kiện Bác Hồ về nước mùa xuân năm 1941 có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Rời Tổ quốc tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911 từ một cửa biển phía Nam, để rồi đến năm 1941, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh mới trở về. Bước chân trở về sau 30 năm bôn ba, bắt đầu từ địa đầu núi rừng phía Bắc Tổ quốc. Dưới chân núi có hồ nước lớn trong xanh, nơi bắt đầu dòng suối chảy uốn quanh đổ xuống đồng bằng của bản Khuội Nậm. Bác đặt tên là suối Lenin. Cột mốc 108 nằm trên núi cao cách chân núi chừng 1000 mét, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngay trong tiết xuân ấm áp của ngày đầu trở về Tổ quốc, Bác đã có cảm hứng với cảnh vật nơi này nên làm bài thơ đầu tiên tựa đề Bác Bó Hùng Vĩ. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh thang mới gọi là. Đầy suối Lenin kìa núi Mác, hai tay xây dựng một sơn hà. Ở lưng chừng núi gần cột mốc 108 là hàng Bác Bó, nơi Bác chọn làm chỗ ở ngay sau khi trở về nước. Dưới chân núi có chiếc bàn đá làm việc của Bác nằm bên cạnh đầu nguồn của suối Lenin. Chiếc bàn đá và cửa hang trên sườn núi nhìn xuống hồ nước trong xanh, thấy cá lội và bóng cây rừng, núi đá. Sự kiện Bác Hồ trở về nước vào đầu năm 1941 là sự kiện lớn của lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước và dân tộc Việt Nam, đã làm thay đổi tình hình cách mạng trong nước. Đây là mốc lịch sử quan trọng dẫn tới cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo biên niên sử Hồ Chí Minh, từ ngày 11 tháng 11 năm 1924, Bác Hồ từ Moscow, Nga về tới Quảng Châu, Trung Quốc lần đầu. Khoảng thời gian từ năm 1925 đến năm 1927, người mở lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước từ trong nước tới đây với giáo trình là sách Đường Cách Mệnh và thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do sở mật thám Anh truy lùng, Bác phải trở lại Nga. Ngày 25 tháng 4 năm 1928, người được quốc tế Cộng sản cử trở về Đông Dương theo nguyện vọng. Người tới Thái Lan ở một thời gian rồi về lại Hồng Kông, Trung Quốc, tiến hành thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Năm 1931, người trở lại Moscow và năm 1938 về lại Quảng Châu. Trong năm 1939, người di chuyển từ các thành phố Quế Lâm, Liễu Châu, Nam Ninh, Long Châu, Quý Dương, Côn Minh nằm dọc theo cuộc trường chinh vĩ đại của Đảng và đoàn quân giải phóng Trung Quốc từ Nam lên Bắc. Đầu năm 1940, Bác Hồ gặp các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp ở Côn Minh từ Việt Nam sang. Sau ngày 20 tháng 6 năm 1940, được tin Paris, thủ đô Pháp bị quân Đức chiếm, Bác triệu tập cuộc họp ban hải ngoại của Đảng, phân tích. Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách để về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Đầu tháng 1 năm 1940, tại Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Trung Quốc-Việt Nam 50 km, Bác cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp tổ chức lớp học và trực tiếp huấn luyện chính trị gần một tháng, rồi cùng các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp và Hoàng Văn Lộc lên đường về nước. Lớp huấn luyện cấp tốc này dành cho những cán bộ cách mạng và người yêu nước từ trong nước sang để chuẩn bị cơ sở nhân hòa cho thời cơ và địa lợi cách mạng mới. Đây là thời kỳ sau ngày khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ, vừa là thời cơ đồng thời là thách thức vì cuộc nổi dậy của nhân dân đã có sự lãnh đạo của Đảng. Lúc ấy, Bác còn nói, trước tình hình mới, vấn đề đoàn kết dân tộc ngày càng quan trọng, ta phải nghĩ đến việc lập một mặt trận rộng rãi, có hình thức và tên gọi cho thật thích hợp. Việt Nam giải phóng đồng minh hay Việt Nam độc lập đồng minh? Theo Bác, nên lấy tên Việt Nam độc lập đồng minh.
Ý kiến đó của Bác được đem ra thảo luận trong Hội nghị Trung ương mở rộng lần thứ 8 của Đảng vào ngày 19 tháng 5 năm 1991 và tên chính thức của mặt trận được gọi tắt là Việt Minh. Đối với Bác, đó là ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời làm cách mạng của mình. Sau đó, Bác đi tìm một chỗ ở kín đáo hơn, đó chính là hàng Bác Bó, Cốc Bó, nằm ở lưng chừng sườn núi Các Mác. Hôm Bác rời về ở trong hang là ngày 8 tháng 2 năm 1941, tức đúng 12 ngày sau ngày về nước. Bước chân đầu tiên về đất mẹ cũng là giây phút người lắng nghe sự sống của sinh thể đất nước đang phôi thai. Nhà thơ Chế Lan Viên đã diễn tả lại hình ảnh ấy bằng những câu thơ đầy xúc động. Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất, lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. Bác về nước đúng vào mùa xuân, mùa tươi đẹp nhất của đất trời, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trồi xanh, vạn vật như khoác lên mình sắc áo mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cả thiên nhiên đất trời như reo vui. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Chỉ hơn 4 năm sau, ngày 2 tháng 9 năm 1945, sơn hà của Tổ quốc đã được thu về một mối, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Hồ Chí Minh trở thành vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và mùa xuân độc lập đầu tiên, xuân Bính Tuất năm 1946 đã trở về trên toàn cõi đất nước ta. Quý vị thân mến, có thể thấy sự kiện Bác Hồ về nước mùa xuân năm 1941 là một mùa xuân đặc biệt trong cuộc đời 79 mùa xuân của người, vì đó là mùa xuân đầu tiên Bác Hồ trở về Tổ quốc, kết thúc chặng đường dài sau 30 năm bôn ba hoạt động nước ngoài, tìm đường cứu nước, cứu dân tộc, trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, Bác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng đã trở thành đại bản doanh của căn cứ địa Việt Bắc, trở thành cái nôi của cách mạng Việt Nam. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên mà không phải là một địa điểm khác? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo giáo sư Phan Ngọc Liên, căn cứ địa cách mạng là khu vực lãnh thổ có đầy đủ các yếu tố địa lợi nhân hòa, tiến khả sĩ công, thoái khả sĩ thủ, có cơ sở vững chắc về chính trị và quân sự, được dùng làm nơi xây dựng lực lượng cách mạng, bao gồm lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, để từ đó phát triển rộng rãi ra các nơi khác, là nơi cung cấp về sức mạnh vật chất, quân sự, nguồn cổ vũ về tinh thần, chính trị trong cách mạng và kháng chiến. Ban đầu, Nguyễn Ái Quốc có ý định từ Trung Quốc về nước theo hướng Lào Cai. Người đã cử đồng chí Bùi Đức Minh, Hoàng Văn Lộc về biên giới Lào Cai nắm tình hình trong nước và đặt cơ sở liên lạc để về nước hoạt động. Nhưng qua nghiên cứu kỹ phong trào cách mạng và địa thế của Cao Bằng, người đã quyết định chọn địa bàn chiến lược trọng yếu này xây dựng thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. Vậy tại sao lại là Cao Bằng mà không phải là hướng nào khác? Bởi lẽ, trong suy nghĩ của người, Cao Bằng đã quy tụ được nhiều yếu tố cần thiết. Việc Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để về nước hoạt động và xây dựng căn cứ địa cách mạng hoàn toàn không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên, mà là một sự tính toán kỹ lưỡng liên quan tới việc phát triển phong trào cách mạng của cả nước. Trước hết, Cao Bằng là tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, gần thành phố Long Châu, một trong những trung tâm cách mạng của người Việt ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Phía nam của tỉnh Cao Bằng giáp với Lạng Sơn và Bắc Cạn, phía tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang. Từ vị trí đó, Cao Bằng có thể nam tiến phát triển về phía Lạng Sơn và Bắc Cạn, có thể tây tiến sang Hà Giang và Tuyên Quang. Theo quốc lộ 3 từ Hà Nội qua Thái Nguyên, Bắc Cạn lên Cao Bằng 315 km. Từ trung tâm tỉnh lỵ Cao Bằng có đường ô tô tỏa đi các huyện. Những huyện tiếp giáp biên giới như Trà Lĩnh, Phục Hòa, Trung Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc với đường biên giới dài trên 300 km, có tới hàng chục cửa khẩu và hàng trăm lối mòn sang Trung Quốc, tiện lợi cho việc liên lạc quốc tế. Trong đó, đường Quảng Uyên ra Thủy Khẩu, Long Châu, Trung Quốc trở thành con đường trọng yếu của nhân dân hai nước vùng biên, của các chiến sĩ cách mạng đầu thế kỷ 20 và phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cao Bằng còn có quốc lộ sang Lạng Sơn, xuống Thái Nguyên rồi tỏa xuống đồng bằng Bắc Bộ, tiện lợi cho việc liên kết với các phong trào cách mạng của cả nước. Bên cạnh đó, Cao Bằng còn có địa hình hiểm trở, rừng núi chiếm trên 90% diện tích, có nhiều núi cao, nhiều sông suối, lắm thác gành như sông Bằng, sông Hiến, sông Gâm, sông Bắc Vọng. Trên mảnh đất đầy núi non, rừng rậm, sông suối đó có những vùng thuận lợi cho các đội du kích, các cơ sở cách mạng hoạt động như Bác Bó, Hà Quảng, Lam Sơn, Hòa An. Hệ thống giao thông đường thủy của Cao Bằng giữ vị trí quan trọng, có tầm chiến lược ở Việt Bắc,
không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội mà cả về chính trị, quân sự. Do quá trình kiến tạo địa chất cùng với tác động của khí hậu, sông ngòi ngang, dọc làm cho địa hình Cao Bằng trở nên muôn hình muôn vẻ. Giữa các ngọn núi và khe sâu, thung lũng lòng trào rộng, hẹp khác nhau, hết sức kín đáo, vừa thuận lợi sản xuất, đời sống, vừa có tác dụng che giấu, bảo vệ lực lượng. Khi có giặc giã thì hang động, mái đá ngườm kín đáo là nơi tốt nhất để đồng bào các dân tộc ẩn náu và cất giấu lương thực, thực phẩm, gia súc. Các làng bản miền núi thường có hang sâu, hay lần, lũng làm hậu cứ. Có hang bí mật chỉ có một gia đình biết như hang Bác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng là nơi cất giấu thóc gạo của ông Máy Lì ở Sùng Đắc gần cột mốc biên giới. Địa hình hiểm trở của núi, sông, các thung lũng, hang động, mái đá ngườm được nhân dân ta phát huy mạnh mẽ trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong kháng chiến. Đó là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Hơn nữa, Cao Bằng có gần 10% diện tích đất bằng với một số cánh đồng nhỏ và vừa. Dọc theo các con sông, trên các thung lũng như Sóc Hà, Đôn Trương, Phù Ngọc, Đồng Mu, Bó Thạch, Thạch Bình, Cổ Nồng, Thông Huề, Bò Tấu, Tiên Thành, lớn nhất là cánh đồng Hòa An trải dài tới 20 km. Xét về chiến lược kinh tế thì một căn cứ địa phải có khả năng tự cung tự cấp những nhu cầu kinh tế thiết yếu. Do vậy, đây là điều kiện rất thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc lựa chọn Cao Bằng là căn cứ địa cách mạng. Trung ương Đảng và Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa là một chủ trương hết sức đúng đắn. Bởi lẽ, Cao Bằng có đầy đủ các điều kiện cần thiết về địa thế, con người để xây dựng cứ địa. Trong đó, yếu tố con người là quyết định nhất. Con người Cao Bằng giản dị, chân thành và chất phác, đã tin ai thì ít lòng đổi dạ. Nên khi tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng, đồng bào có một niềm tin son sắc vào thắng lợi. Đó chính là chỗ dựa vững chắc để Đảng ta xây dựng căn cứ địa. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và Hoàng Văn Nọn, một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Cao Bằng trong thời gian diễn ra Đại hội thứ 7 Quốc tế Cộng sản ở Moscow tháng 7 năm 1935, cũng đóng một vai trò nhất định trong việc Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng là nơi đầu tiên người về nước. Qua tiếp xúc với Hoàng Văn Nọn, Hoàng Như, Nguyễn Ái Quốc hiểu thêm về phong trào cách mạng cũng như con người Cao Bằng. Cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Ái Quốc và hơn 40 thanh niên Cao Bằng đang hoạt động tại Tịnh Tây, Trung Quốc trước khi người về nước đánh dấu sự khởi đầu cho sự hình thành căn cứ địa cách mạng Việt Nam trên đất Cao Bằng. Đứng trước tình hình nóng bỏng và đòi hỏi của lịch sử, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định đưa toàn bộ những thanh niên Cao Bằng về nước để chuẩn bị lực lượng. Đầu tháng Giêng năm 1941, Nguyễn Ái Quốc cùng cán bộ Trung ương Đảng và nhóm thanh niên Cao Bằng rời Tịnh Tây về Cao Bằng hoạt động. Cao Bằng thực sự trở thành căn cứ địa đầu tiên của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Song, yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định lựa chọn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là Cao Bằng có phong trào tốt từ trước. Nhân dân Cao Bằng có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Đây là nơi sớm có tổ chức cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930. Chi bộ đảng đầu tiên của Cao Bằng được thành lập sau đó ngày 1 tháng 4 năm 1930. Cho đến cuối những năm 30 của thế kỷ 20, phong trào cách mạng ở Cao Bằng đã có những bước phát triển đáng kể. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân chống lại ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp đã tương đối phát triển và thu được nhiều kết quả. Vì vậy, khi quyết định chọn Cao Bằng là nơi trở về Tổ quốc, tháng 10 năm 1940, đang ở Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ. Với nhận định, đánh giá và sự lựa chọn đúng đắn đó, sáng ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức mùng 2 Tết Tân Tỵ, Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cán bộ Trung ương Đảng được đồng chí Lê Quảng Ba dẫn đường dưới đất Trung Quốc qua cột mốc biên giới số 108 về đến Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sau vài ngày ở nhà ông Lý Quốc Súng, ngày 8 tháng 2 năm 1941, người chuyển tới hàng Cốc Bó. Đảng bộ Cao Bằng, nhân dân Bác Bó, Cốc Bó tự hào được đón tiếp người. Hàng Cốc Bó, Lán Khuổi Nặm, núi Lam Sơn cùng những bản làng hẻo lánh ít người biết đến đã trở thành những địa danh nổi tiếng gắn liền với hoạt động vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ Bác Bó, đầu nguồn
vừa đặt tên núi Các Mác, suối Lenin, đó là những biểu tượng cao đẹp của thời đại. Và cũng từ đó, tư tưởng Mác Lenin đã tỏa khắp đất nước, thức tỉnh nhân dân ta, tổ chức quần chúng đứng lên đấu tranh, đập tan chế độ gồng xiềng của đế quốc Pháp, Nhật. Được vũ trang với tư tưởng Mác Lenin, lại được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với bí danh Già Thu. Trong những năm 1941 đến 1945, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc, cùng đồng bào cả nước chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận người nô lệ trở thành người chủ nước nhà. Cách đây 80 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về tổ quốc thân yêu qua con đường mòn nhỏ gần cột mốc 108, xóm Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Sự kiện Bác Hồ về nước mùa xuân năm 1941 là một mùa xuân đặc biệt trong cuộc đời 79 mùa xuân của người, vì đó là mùa xuân đầu tiên Bác Hồ trở về tổ quốc, kết thúc chặng đường dài sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, hoạt động ở nước ngoài, để rồi từ đó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và cùng Đảng ta đem lại những mùa xuân cho dân tộc. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.